À, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây bạch đằng nha các bạn. Chú mình đang mang cái bộ móng để chuẩn bị leo lên cây nha. Chú mình sử dụng cái máy cưa là G4200 nha các bạn. Rồi chú bắt đầu mang tiếp cái giò bên đây nữa các bạn ơi. Cái cưa nó rất là nhọn nha các bạn. Em nhỏ sạn dây để chuẩn bị ba cái máy cưa, không biết chú mình xách cây cưa nào đây. Xách cây cưa đó các bạn, cũng là máy G4200 nha các bạn. Cây bình đằng ở chỗ này nè, khá là to luôn nhưng nó cong, nó nghiêng ra lộ nữa các bạn. Cây này là cây cong, để lát chú mình leo mình quay lên luôn các bạn ơi. Cái cọng về đó một chút nữa là chú kéo cái máy cưa lên nha các bạn. Giờ đầu leo lên nè các bạn ơi. Chú mình leo lên tới đó đó các bạn ơi. Rồi giờ chú mình thắt dây an toàn ngang đó nha các bạn. Em nhỏ dưới bắt đầu cuộc máy cho chú mình kéo lên nha. Rồi đầu chú kéo rồi đó các bạn ơi. Cây bạch đằng chồm xuống dưới mé sông luôn nha các bạn. Ở dưới này là cái lộ chạy xe nha, cái lộ này lộ nhỏ các bạn. Các bạn hãy theo dõi chú mình cưa cây bạch đằng này như thế nào nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay á thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Trên đó bắt đầu cắt tiếp nhánh nữa nha các bạn.
Rồi chú mình vô quanh đây các cái nhánh này luôn nha các bạn. Cái nhánh ở bên cái cây này nè, để thôi nó ngã xuống cái đường điện này. Tiếp rồi đó các bạn ơi. Cưa nhánh lớn thì nó ngã, nó rớt xuống đó nha các bạn, ngay chỗ cái đống củi đó. Ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chủ cái trình đó chuẩn bị cắt nhánh to nữa nha. Giờ chú mình đứng ở trên đó chọi cái cây qua bên cái cây này nè các bạn. Chọi gọng dây qua đó nha, treo cái cây này xuống cho nó nằm cặp mé lộ chứ các bạn. Mà để ngã xuống nặng quá rồi lôi nó vô, nó không chịu vô xe qua lại người ta khó khăn. Cái miễu ở trong cái bụi cây nè các bạn, hôm nay rớt xuống nó nằm ở đây nè, mà mình cũng không thấy cái miễu nữa các bạn ơi. Rồi chú mình đã quăng dây qua đó, bây giờ cuộn dây nha. Rồi, chú mình trên đó leo xuống nha các bạn.
chú mình bắt đầu giật máy để cưa gốc nha các bạn. Cưa nãy giờ cưa nhánh dưới đó. Cái máy giờ có đào luôn. Đầu đi vòng niệm thằng chúa nè các bạn. Qua vòng đó đi. À cái gì buông dây quýnh cái gì mà quýnh. Rồi chú mình bắt đầu ngồi dưới cưa nha. Siêu đó các bạn, ngã đó bạn ơi, ngã rồi nó không nằm cặp cái lộ mà nó dướng trên này nè các bạn. Buông đi. Rồi cây nằm ngang lộ luôn các bạn ơi, đuối cái cây này rồi. Rồi video mình ở đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn bạn video tiếp theo nha. Để mình tiếp với chú dọn dẹp cái cây này cho xe qua nè.